ngay từ thời Khẩn Quan mở cõi đã được bao lớp cha ông truyền tụng là nơi đất đai màu mỡ, cây trái ngọt lành, cá tôm hào sản. Và trong quá trình cư dân đồng bằng sông Long giang tay đón nhận sự hào phóng của thiên nhiên đã tạo nên những nét văn hóa vô cùng đặc sắc, mang đậm hương sắc của đất và người phương Nam. Hãy cùng chúng tôi khám phá những nét độc đáo ấy qua series ký sự Ngao Du sông nước miền Tây. Sau một đêm lênh đênh trên biển câu mực cùng bà con ở xã đảo Hòn Sơn, tỉnh Kiên Giang, chúng tôi quyết định nán lại hòn đảo xinh đẹp này bởi vẫn còn quá nhiều điều hấp dẫn để chúng tôi khám phá. Có đến Hòn Sơn những ngày này, chúng ta chứng kiến một sự thay đổi đến ngỡ ngàng. Từ một hòn đảo hoang sơ ngày nào, nay Hòn Sơn như khoác lên mình chiếc áo mới. Nhiều cư dân quanh năm chỉ biết ngập lặng dưới dòng biển mặn, bỗng trở thành các hướng dẫn viên. Mặc dù không phải là chuyên nghiệp, nhưng với kinh nghiệm và sự nhiệt tình mến khách, nhiều du khách đã hiểu hơn về Hòn Sơn, đặc biệt là công việc lặn biển săn nhum của bà con địa phương. Nhưng mà em đi cũng rất nhiều đảo rồi, nhưng mà chỉ có đảo này là em rất là thích. Nó yên bình mà nhiều cảnh đẹp nữa. Thì lần đầu tiên luôn em mới tham gia cái trò chơi là lặn vớt nhum đó. Lần đầu tiên mới thấy được là vớt nhum nhiều như vậy luôn. Nghe những lời chia sẻ ấy, chúng tôi bỗng thích thú lẫn tò mò với công việc lặn biển săn nhum của bà con trên đảo Hòn Sơn. Nhiều câu hỏi chợt hiện ra với chúng tôi lúc này. Không biết việc lặn biển nguy hiểm như vậy thì có gì thú vị? Vì sao bà con lại gắn bó với nó từ đời này sang đời khác? Càng thắc mắc, chúng tôi càng quyết tâm đi tìm câu trả lời. Theo sự hướng dẫn của bà con địa phương, chúng tôi tìm đến nhà của anh Lê Văn Mỹ. Đây là một trong những người nổi tiếng là lặn giỏi và có nhiều kinh nghiệm trong nghề săn nhum trên đảo Hòn Sơn. Dạ, em chào anh Mỹ. Anh Mỹ cho biết cha mẹ anh theo nghề biển, nay anh cũng nối nghiệp gia đình. Một ngày công việc của anh bắt đầu từ 5-6 giờ sáng và kết thúc khi mặt trời đứng bóng. Hôm nào khách hàng đặt nhum nhiều thì thời gian làm việc có thể kéo dài hơn. Anh Mỹ ơi, không biết là cơ duyên nào mà đã đưa anh đến với công việc lặn tìm nhum này ạ? Lúc trước thì cũng đi biển, mà đi biển thắt quá trời. Rồi ở hòn này thấy có người lặn nhum cũng có lý. Dạ. Đầy nhiều. Mình cũng lặn nữa đó, giờ là đi lưới giờ nhà đang là lặn câu cá đồ mà. Dạ. Thấy như vậy đó mình làm cũng được. Tức là mình cũng đã có nghề rồi, đã có thể lặn được rồi đúng không? Ủa anh, vậy thì lúc trước mà anh đi biển á, thì thu nhập nhiêu? Trung bình thôi, một trung bình ngày. Một tháng thì cũng 5-6 triệu. Tháng 5-6 triệu. Tổng thu nhập á hả? Tổng thu nhập này. À. Tính một tháng. Dạ. Còn với công việc này thì sao? Này thì khá hơn. Nó nhỉnh hơn chút xíu. Mà mình làm nó khỏe hơn á. Khỏe hơn. Lặn giấy sáng thì bằng tới trưa là xong rồi. À, tối dạ. Tối chiều là mình nghỉ rồi. Dạ. Vậy là chỉ cần buổi sáng vài tiếng thôi, vài đúng tiếng. Không? Dạ rồi. À, anh Mỹ ơi, anh có thể là hướng dẫn cho em cái cách mà mình lặn săn nhum như thế nào được không? Mà em cũng rất là muốn trải nghiệm cái công việc này của mình. Ha? Rồi, dễ rồi. Chứ không phải là mình đi anh chỉ ra. Dạ, dạ. Rồi, em cảm ơn. Nghe tôi ngỏ ý muốn lặn biển săn nhum, anh Mỹ liền đồng ý mà không hề chần chừ. Anh Mỹ cho biết, nếu như những công việc khác cần đầu tư mua sắm rất nhiều ngư cụ, thì công việc này lại vô cùng đơn giản. Không cần tàu thuyền, không cần giàn câu, chỉ cần một chiếc kính lặn, một cây sắt đầu được bẻ cong và một cây vợt, thế là đủ để bắt đầu cho công việc này.
ngày hôm nay tại sao anh lại dẫn em đến đây ạ? Cái vùng biển này hay là chỗ cái khu vực này nó có đặc thù gì mà mình dễ để mình có thể là lặn tìm nhum ạ? Chỗ này nó im nè, rồi có đá đồ nó cũng nhum, nó đu sát sát trong mình dễ lặn hơn. À. Tháng 9 tháng 10 mặt mái nhà này nó im. À. Tháng 6 tháng 7 ngày đồng nam thì nó có sóng. Có sóng nhiều luôn. Có sóng nhiều luôn, luôn. Mà anh không biết là cái thời gian đầu khi mà anh lặn nhum á thì anh có gặp cái khó khăn gì không? Khó, lúc cơ mà thời gian đầu lặn là mình làm đâu có nhiều. Làm một ngày giỏi lắm là vài chục con, trăm con à. À. Bây giờ mình làm một ngày mình quen là một ngày bằng là 300-400 con. Bây giờ thì Khoa đã sẵn sàng, chúng ta hãy cùng lặn xuống biển để săn nhum nha. Việc săn bắt nhum có thể diễn ra quanh năm, trừ những khi biển động, sóng to và nước đục. Tuy nhiên, thời gian chính vụ là từ tháng 3 đến tháng 7, vì lúc này nhum ngon nhất. Tưởng chừng đây là công việc đơn giản, nhẹ nhàng. Nhưng không. Thực sự là Khoa bơi cũng khá tốt, nhưng mà khi mà sử dụng cái kiến này, thực sự là mới chỉ xuống được khoảng vài phút thôi là đã cảm thấy bị ép tim rất là mệt. Còn anh Mỹ thì còn đang chút ở ngoài kia. Khoảng hơn 15 phút rồi mà vẫn còn đang hụt lặn rất là khỏe ở dưới biển ạ. Thực sự là khi mà trải nghiệm cái công việc này thì mới nể và cũng như là mình cảm nhận được những cái sự khó khăn trong cái công việc lặn tìm nhum như thế nào. Có lẽ bây giờ chúng tôi mới hiểu vì sao hiện nay không còn nhiều người làm công việc lặn săn nhum. Bởi ngoài yêu cầu biết lặn thì bà con còn phải có sức khỏe tốt để ngâm mình dưới dòng nước. Khi phát hiện nhum, cần khéo léo dùng móc sắt giật nhẹ mới bắt được. Nếu quá mạnh, nó sẽ bắn gai để tự vệ. Hơn 2 tiếng lặn dưới biển có lẽ là một thử thách không dễ đối với chúng tôi. Tuy nhiên khi nhìn thành quả của mình, sự mệt mỏi đã tan biến. Cảm giác lúc này là tò mò, háo hức trước một con vật đầy gai nhọn. Đây, quý khán giả thấy, đây là một cái con nhum mà Khoa và anh Mỹ mới vừa lặn tìm được. Quý khán giả thấy là những cái gai rất là to, ngắn nhất thì cũng phải là 2-3 cm, mà cái dài nhất thì cũng phải là 4-5 cm. Đây, bây giờ chúng ta sẽ cùng đem lên bờ để xử lý cái cuộn gai nha. Đi cùng đi nhé. Okay. Đi thôi. Lặn biển săn nhum không dễ. Việc chế biến nhum cũng lắm kỳ công. Để làm sạch những chiếc gai nhọn, anh Mỹ hướng dẫn tôi bỏ nhum vào một chiếc rổ, sau đó dạo nhiều lần trong nước. À, quay tròn nữa quá anh. Quơ lại. Những chiếc gai nhọn sắc bén tưởng chừng rất cứng, nhưng chỉ sau vài phút là đã bị gãy hết. Rồi. Bỏ đi. Công đoạn tiếp theo là cắt đôi con nhum ra, rồi khéo léo vệ sinh đến khi nào sạch thì thôi. Anh Mỹ chia sẻ đây là công đoạn quan trọng, quyết định hương vị của món ăn. Bởi nếu làm vệ sinh không kỹ thì nhum sẽ có mùi tanh, rất khó thưởng thức. Em thấy làm công việc này ngâm nước sáng giờ chắc là vai chân mình bị ăn hết luôn á, đúng không? Ăn nè, nhum mà mặn hơi nè, tay chân này nó dính đen nè, mới mấy con đó. Mặn dạ. Hơn là đen thủi cho đó. Dạ. Rồi. Thứ nhất là chai nè, cái vết đen đen nè, rồi bị cắt nữa. Thế nên là em khâm phục anh lắm luôn. Có giai thoại kể rằng thời chúa Minh Mạng,
Mỗi năm người dân Quảng Ngãi phải tiến cống mắm nhung cho triều đình và bắt buộc phải cống bằng vật phẩm, không được thay thế bằng tiền. Điều đó cho thấy sức hấp dẫn đặc biệt của loại sản vật độc đáo này. Nhum có thể được dùng để chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. Nhưng để chiêu đãi chúng tôi, hôm nay anh Mỹ chọn cách nướng bởi nó sẽ giúp giữ được hương vị đặc trưng của nhum. Khi nhum vừa nóng, thêm một chút mỡ hành. Chút đậu phộng. Thế là xong, món ăn đúng chất của bà con miền biển. Rất là ngon anh Miệp. Cái thịt, cái gạch của nhum á thì nó béo béo nha. Cái đậu phộng nó bùi, còn cái mỡ hành nữa rất là thơm. Ngon lắm luôn á. Đây là lần đầu tiên em được ăn con nhum. Và càng đặc biệt hơn khi mà được cùng với anh Mỹ trải nghiệm cái công việc là chúng ta lặn xuống biển. Thực sự là khi cầm một cái con nhum như thế này lên ăn, chỉ chưa được một phút thôi là qua đã ăn xong được cái con nhum rồi. Tuy nhiên khi mà nhớ lại cả một cái quá trình mà mình làm ha, mình lặn tìm rồi mình vệ sinh nó thì rất là nhiều công đoạn và rất là khó khăn anh Mỹ ha. Dạ. Cảm ơn anh ngày hôm nay đã hỗ trợ cùng với em để giúp cho em tìm hiểu về cái công việc này. Cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Một lần trải nghiệm cùng anh Mỹ đã để lại trong chúng tôi nhiều cảm xúc và những kỷ niệm khó quên. Với dáng vẻ hiền lành, ít nói, nhưng ẩn bên trong những người cư dân trên đảo Hòn Sơn này chính là sự phóng khoáng, nhiệt tình và mến khách. Đó cũng chính là điểm cộng để lý giải vì sao ngày càng có nhiều du khách tìm đến với Hòn Sơn. Năm 2018 vừa qua, Kiên Giang đón trên 7.700.000 lượt khách, tăng gần 27% so với năm trước. Tổng doanh thu đạt hơn 6.500 tỷ đồng. Riêng xã đảo Lại Sơn, mỗi năm đón hơn 70.000 lượt khách. Chia tay Hòn Sơn, chúng tôi như được tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục chuyến hành trình của mình đến với U Minh, Cà Mau. Một vùng đất nơi cuối trời tổ quốc với rất nhiều điều kỳ bí đang cần được khám phá.